Tình huống đưa bóng hơi vời. Pha lên bóng của cao thủ Kế Kiểm. Tình huống dứt điểm trong pha bóng vừa rồi đến từ vị trí của Hồng Quân. Quyết định dứt điểm của Hồng Quân. Đưa bóng vào, dứt điểm ngay. Đó là pha ra trận đến từ cao thủ áo xanh. Cú bắt vô lê trong pha bóng vừa rồi. Đức Anh, dứt điểm ngay. Đó là pha ra trận đến từ Đức Anh. Một tình huống mất bóng vào khu vực nguy hiểm. Và chỉ một đời mỗi khi họ thi đấu với các đội bóng sinh viên thì họ thường sử dụng kinh nghiệm của mình để có thể tạo ra được những cơ hội nguy hiểm. Nhưng vừa rồi là cú ra trận của Đức Anh. Cầu thủ nhỏ con vào số 11 bên phía của kế toán kiểm toán rất chịu khó đưa ra những tình huống dứt điểm kiểu như vậy. Và đưa bóng vào. Cười. Những tình huống ban qua ban lại và sau đó một đường chuyền vào tuyến này đến từ vị trí của Quốc Duy. Pha chạy chỗ rất bài bản đến từ cao thủ Kế Kiểm. Tiếp tục là bóng được bồi dành cho Đức Anh và Chivela của Đức Anh. Ngày hôm nay thì đội trưởng bên phía kế toán kiểm toán đã có cho mình ít nhất 3 tình huống dứt điểm. Bóng vẫn còn dành cho cầu thủ áo cam, một pha mà chúng ta đã thấy được đẳng cấp của một tiền đạo. Đó là pha bóng đã toát lên tất cả vẻ đẹp của một tiền đạo ở bóng đá sân 7. Tình huống ghi bàn đến từ tiền đạo. Đưa bóng ra. Kế toán kiểm toán, nếu họ thắng được phóng viên Hà Nội thì đấy chắc chắn sẽ là một bước đệm rất lớn cho ngày thi đấu này. Nhưng đây là một cơ hội mà phóng viên Hà Nội ngay lập tức có tình huống trả lời. Câu trả lời qua sắc đá đến từ cầu thủ bên phía phóng viên Hà Nội. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng vừa rồi. Một pha nối đáy bằng một đường chuyền vượt tuyến. Và cũng chỉ một điểm chạm thôi. Cầu thủ bên phía phóng viên Hà Nội họ... Đức Anh. Pha bóng ra của Đức Anh, dứt điểm ngay. Pha ra chân trong pha bóng vừa rồi đến từ vị trí của Quốc Duy. Hướng chấp, dứt điểm. Đó là một cái tên mà rõ ràng là mỗi khi anh vào sân là sự nguy hiểm dành cho đối phương. Ở một găng sút đây mà Quốc Hưng vẫn có thể ra chân và mang về bàn thắng được thì thực sự đây chính là một con hàng truyền của các cầu thủ bên phía phóng viên Hà Nội. Pha úp mù quá đẳng cấp của Hưng Chốc. Thành công của Hồng Quân, đây là cơ hội dành cho các cầu thủ bên phía phóng viên Hà Nội. Cơ hội phối hợp đến gôn của kế toán kiểm toán rồi. Những các cầu thủ áo xanh lá cây trong tình huống vừa rồi đã từ chối công việc ghi bàn. À, thông kinh mạch. Các thủ càng chơi càng gắn kết, càng chơi càng hay. Đây là cơ hội. Hai kiến tạo một bàn thắng, đó chính là Quốc Hưng. Và thành công. Cầu thủ vào số 13 thi đấu cực kỳ ra giờ bên phía của phóng viên Hà Nội đã có mặt và hoàn thành công việc mà những người đồng đội giao phó. Một pha bóng tưởng chừng như đơn giản nhưng để bắt được vô lê nửa này trong tình huống vừa rồi cũng là một sự ra giờ, cũng là một pha cảm giác bóng. Pha phản công dành cho các thủ bên phía phóng viên Hà Nội. Đây là cơ hội dành cho các thủ áo xanh lá cây. Tình huống ra chân đến từ vị trí của đội trưởng Quốc Khánh. Hồng Quảng. Đây là cơ hội. Hồng Quân đã có được một cơ hội đối mặt. Một tình huống xử lý bóng rất nghệ sĩ của cầu thủ áo số 7. Nhưng Phương Nam. Phương Nam vẫn còn đó và vẫn là một sự chắc chắn quen thuộc đến từ thủ thành của phóng viên Hà Nội. Và như vậy là đúng lúc này tiếng còi trọng tài đã khép lại. 3-1 là kết quả cuối cùng. Chúng ta sẽ chờ đợi trận đấu sau giữa Bất Động Sản Kinh tế Đa Nguyên cùng với đó là Viện Đào tạo Quốc tế.